Đây là phương pháp đưa mực xăm vào lớp biểu bì của môi để thay đổi màu sắc và khắc phục các khuyết điểm liên quan. Hiện nay thì trên thị trường có đa dạng kỹ thuật phun môi sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại, mang lại hiệu quả thẩm mỹ lâu dài. Và trong video ngày hôm nay, Blog Đẹp sẽ chia sẻ đến các bạn về top những công nghệ phun môi mới nhất và trendy nhất năm 2024. Các bạn hãy theo dõi nhé! 1. Phun môi collagen. 2. Phun môi nano. 3. Phun môi xí muội. 4. Phun môi ombre. 5. Phun môi tế bào gốc. 6. Phun môi floral. 7. Phun môi pha lê. 8. Phun môi 3D. 1. Công nghệ phun môi mới và trendy nhất năm 2024, phun môi collagen. Phun môi collagen hay là phủ bóng môi là một trong những công nghệ phun môi tiên tiến nhất hiện nay. Collagen là một thành phần tự nhiên nằm ở dưới da, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi và sự tươi trẻ cho làn da. Công nghệ này thì đòi hỏi kỹ thuật viên phải khéo léo kết hợp giữa collagen với mực phun, sử dụng bút phun chuyên dụng cùng với kinh nghiệm dày dặn để áp dụng hỗn hợp này vào phần thượng bì của môi. Kỹ thuật này sẽ giúp khắc phục tình trạng môi bị nhạt màu và xỉn, tạo ra đôi môi sắc nét, tươi tắn và quyến rũ. Ưu điểm: cung cấp lượng collagen cần thiết, giúp duy trì độ ẩm và sự hồng hào cho đôi môi, giảm thời gian thực hiện so với các phương pháp truyền thống, đạt hiệu quả tối ưu trong việc giải quyết vấn đề thâm môi, xỉn màu và độ thô ráp do thiếu dưỡng chất. Màu sắc lên nhanh chóng và duy trì hiệu quả ổn định. Lưu ý, phun môi collagen hiện nay chỉ dành cho người trên 18 tuổi. 2. Công nghệ phun môi mới và trendy nhất năm 2024, phun môi nano. Phun môi nano được đánh giá là một phương pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả thẩm mỹ vượt trội. Kim phun nano được thiết kế với đầu tròn siêu mảnh và siêu nhỏ, tác động nhẹ nhàng ở trên da, giảm thiểu cảm giác đau đớn thường gặp ở kỹ thuật phun xăm truyền thống. Phương pháp này rất hiệu quả trong việc khắc phục mọi khuyết điểm trên môi như là môi thâm xỉn, khô ráp và bong chóc. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện cấu trúc của môi, tạo ra màu sắc tự nhiên và trong trẻo. Đồng thời, kỹ thuật này cũng cung cấp collagen để giữ cho bờ môi luôn được mềm mịn. Chi phí thực hiện phun cấy môi nano thường nằm trong khoảng từ 3 cho đến 7 triệu đồng. Phương pháp này phù hợp với những người từ 18 tuổi trở lên có nhu cầu phun môi để sở hữu đôi môi căng bóng, tràn đầy sức sống. Môi nhợt nhạt, đường viền môi thì không rõ nét. Đã từng phun xăm môi, tuy nhiên không đạt được kết quả mong muốn. 3. Công nghệ phun môi mới và trendy nhất năm 2024, phun môi xí muội. Phun môi xí muội là một xu hướng làm đẹp khá hot, bắt nguồn từ Hàn Quốc và nhanh chóng trở thành một trào lưu làm đẹp không thể bỏ lỡ đối với các tín đồ làm đẹp Việt. Đây là công nghệ phun môi mới nhất, sử dụng đầu kim siêu nhỏ với kích thước chỉ 0,2mm để đưa mực xăm chứa thành phần thảo dược tự nhiên thấm sâu vào tế bào của môi. Phương pháp này không chỉ giúp làm mờ thâm môi, tạo ra màu sắc tươi tắn, mà còn tạo nên hiệu ứng gradient từ màu đậm ở lòng môi chuyển dần sang màu nhạt ở viền môi, mang lại cho đôi môi vẻ tươi tắn, trong trẻo, đặc biệt phù hợp với các cô gái tuổi teen. Chi phí thực hiện một liệu trình phun môi xí muội thì dao động từ 1,5 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng. 4. Công nghệ phun môi mới và trendy nhất 2024, phun môi ombre. Phun môi ombre đang là xu hướng làm đẹp theo phong cách Hàn Quốc được phái đẹp yêu thích suốt thời gian gần đây. Và đây cũng là một trong những công nghệ phun môi mới. Khác với những kỹ thuật phun môi thông thường, phun môi ombre là kỹ thuật pha trộn màu sắc giữa hai tông màu khác nhau ở trên môi. Trong đó sẽ có một tông màu đậm và một tông nhạt dần về phía viền môi. Sự kết hợp này tạo ra đôi môi tự nhiên và tươi tắn, không gây cảm giác quá đậm. Và cũng chính vì điều này mà nhiều bạn nữ trẻ thường lựa chọn kỹ thuật này để thăng hạng cho đôi môi của mình. Kỹ thuật phun môi ombre có mức giá dao động từ 2 cho đến 4 triệu đồng. Ưu điểm: sắc màu tương phản, đậm trong nhạt ngoài, giúp đôi môi trở nên đẹp tự nhiên và vô cùng đáng yêu. Đầu kim phun siêu nhỏ tác động nhẹ nhàng lên đôi môi, không gây đau rát hay là chảy máu. An toàn trên da, giảm tình trạng sưng, sẹo xấu. Bảng màu đa dạng, phù hợp với mọi độ tuổi. Khắc phục vấn đề môi xỉn màu, cằn cỗi và thô ráp. 5. Công nghệ phun môi mới và trendy nhất 2024, phun môi tế bào gốc. Phun môi tế bào gốc là một phương pháp thẩm mỹ cho đôi môi ưu việt với rất nhiều ưu điểm đặc biệt. Nó có khả năng giải quyết các vấn đề như là môi khô, thâm, mờ mịt và viền môi không rõ ràng.
Đây được xem là một bước tiến đột phá trong lĩnh vực phun xăm. Phun môi tế bào gốc kết hợp kỹ thuật phun môi hiện đại với việc sử dụng tinh chất tế bào gốc tự nhiên. Tế bào gốc được coi là tế bào nguyên sơ đầu tiên, mang đặc tính ưu việt. Việc phun môi bằng tế bào gốc giúp tạo ra các tế bào môi tươi trẻ với màu sắc tự nhiên và rạng rỡ. Phương pháp này còn giúp nuôi dưỡng môi từ sâu bên trong lớp biểu bì, mang lại khả năng tự phục hồi và chữa lành tổn thương sau quá trình phun xăm. Đồng thời, nó còn giúp đôi môi lên màu chuẩn, đẹp và duy trì lâu dài. Một liệu trình phun môi sử dụng công nghệ tế bào gốc thường có giá dao động từ 4 triệu cho đến 7 triệu đồng. Ưu điểm: kỹ thuật này sử dụng đầu kim phun siêu nhỏ với tốc độ di chuyển nhanh cho nên không gây ra cảm giác đau đớn hoặc là chảy máu. Tinh chất của tế bào gốc giúp màu môi trở nên đẹp tự nhiên và giữ màu mực lâu phai, có thể bền màu từ 2 cho đến 3 năm. Cải thiện tình trạng môi lệch, môi mỏng và là quá dày. Môi trở nên căng bóng và khỏe đẹp ngay cả khi không sử dụng son dưỡng nhờ vào tác động nuôi dưỡng của tế bào gốc đối với các tế bào biểu bì của môi, giúp đôi môi luôn giữ được độ mềm mịn. 6. Công nghệ phun môi mới và trendy nhất năm 2024, phun môi Flora. Công nghệ phun môi mới nhất Flora hay được biết đến với tên gọi là phun môi Charm Baby đang thu hút sự quan tâm lớn từ rất nhiều chị em hiện nay. Điểm đặc biệt của công nghệ phun môi này là sử dụng thiết bị phun thông minh với đầu kim mảnh và mềm mại, giúp đảm bảo quá trình phun môi diễn ra chính xác, nhanh chóng và không gây đau đớn. Trong quá trình thực hiện, chuyên viên sử dụng máy phun xăm 19 đầu kim siêu nhỏ để đảm bảo màu sắc được phân bố đều ở trên đôi môi. Kỹ năng của các chuyên viên càng cao, việc điều chỉnh đường kim trên môi càng nhẹ nhàng và không vượt ra khỏi viền môi. Thời gian thực hiện phun môi chỉ mất khoảng 30 phút, giúp bạn có thể tự do sắp xếp thời gian ngay cả khi bận rộn với công việc. Ưu điểm: đầu bút phun được thiết kế siêu nhỏ, không gây cảm giác đau rát và khó chịu. Môi lên màu chuẩn đẹp, bền màu với thời gian. Cải thiện vấn đề lão hóa của đôi môi, tạo đôi môi đầy đặn và cân đối. Mang đến đôi môi mềm mịn, căng bóng với mức xăm an toàn, đảm bảo sức khỏe của người dùng. Chi phí cho dịch vụ phun môi Flora năm 2024 thường dao động từ 2 cho đến 6 triệu đồng. Cũng sẽ có những cơ sở có mức giá cao hơn, các bạn có thể tham khảo tùy thuộc vào tài chính của mình. 7. Công nghệ phun môi mới và trendy nhất 2024, phun môi pha lê. Phun môi pha lê là công nghệ phun môi mới nhất có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Kỹ thuật này sử dụng đầu kim nano siêu nhỏ để phun mực vào lớp biểu bì của môi, giúp cải thiện tình trạng môi nhạt màu và thâm. Kết quả là đôi môi trở nên rạng rỡ, căng mọng và thu hút. Công nghệ phun môi pha lê sử dụng đầu kim siêu nhỏ kết hợp với ủ tê, giúp quy trình phun môi diễn ra thoải mái, không xuất hiện tình trạng đau rát hay là khó chịu. Phương pháp này cho phép mực tán đều trong lớp biểu bì của môi. Một lớp màu bóng mượt được phủ lên lớp ngoài cùng của môi, tạo cảm giác căng bóng và mịn màng cho đôi môi. Giá thành cho công nghệ này thường dao động từ 4 triệu cho đến 5 triệu đồng. Ưu điểm: khắc phục tình trạng môi không cân đối, tạo dáng đôi môi đầy đặn và quyến rũ hơn. Áp dụng công nghệ hiện đại giúp mực thẩm thấu sâu vào từng lớp tế bào, giúp đôi môi lên màu đồng đều và chuẩn đẹp. Sử dụng kỹ thuật hạn chế xâm lấn, không gây đau đớn và chảy máu. Tạo đường nét khuôn môi và bờ môi căng mọng, hồng hào, mềm mại tự nhiên, óng ánh như pha lê. 8. Công nghệ phun môi mới và trendy nhất 2024, phun môi 3D. Công nghệ phun môi 3D cũng là phương pháp mới nhất sử dụng đầu kim siêu nhỏ và siêu mảnh để đưa mực vào lớp thượng bì, tạo ra hiệu ứng màu môi 3D. Đầu kim chỉ nhẹ nhàng lướt ở trên môi mà không xâm lấn sâu, không gây ra cảm giác đau rát hoặc là khó chịu. Phương pháp phun môi 3D có quy trình thực hiện nhanh chóng mà không cần nghỉ dưỡng lâu dài. Các bạn có thể lựa chọn màu sắc ưng ý và phù hợp nhất từ bảng màu đa dạng. Và điều đáng chú ý là giá thành của công nghệ phun môi 3D khá là hợp lý, thường dao động từ 2 triệu cho đến 4 triệu đồng cho một liệu trình. Ưu điểm: khắc phục những vấn đề như là môi thâm, môi nhợt màu, môi quá dày, môi quá mỏng, cánh môi không đẹp hay là viền môi không rõ nét, giúp bạn sở hữu đôi môi tươi tắn và hồng hào tự nhiên, môi lên màu nhanh chóng và tự nhiên, thời gian thực hiện nhanh chóng, không gây đau đớn và không chảy máu. Vậy là Blog Đẹp đã tổng hợp cho các bạn thông tin về 8 công nghệ phun môi mới và trendy nhất năm 2024 được nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng nhất hiện nay. Với kỹ thuật phun môi đa dạng, các bạn nên tìm hiểu thật kỹ về công nghệ phun môi để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất trước khi thực hiện phun môi của mình nhé.
Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.